Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật trong chương trình hôm nay. Người dân làng Nủ bốc thăm lựa chọn vị trí nhà ở tại khu tái định cư. Bí thư chi đoàn Lù Dín Sần tiên phong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đưa văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số vào giảng dạy trong trường học. Du lịch kết hợp hội nghị hội thảo ở Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Việt Nam đang nỗ lực định vị thương hiệu, trở thành trung tâm du lịch của thế giới. Tin quốc tế, vườn thực vật Kew thắp sáng đón Giáng sinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại hai cụm xã Làng Giàng và Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện Văn Bàn tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024. Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại cụm xã Làng Giàng. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri hai cụm xã, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Thông tin về kết quả trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm. Trên tinh thần thẳng thắn, đại diện cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án giao thông, nâng cấp xây mới kênh mương thủy lợi, đảm bảo sản xuất nông nghiệp, quan tâm xây dựng, sửa chữa đường nội thôn, chế độ chính sách cho giáo dục vùng khó khăn. Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo huyện Văn Bàn đã trả lời làm rõ ý kiến của cử tri, đồng thời tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện chuyển các cấp ngành xem xét giải quyết. Hội đồng Nhân dân huyện Bảo Thắng vừa tổ chức kỳ họp thứ 24 giải quyết các công việc phát sinh trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của huyện. Kỳ họp đã tập trung thảo luận và thống nhất bổ sung dự án cải tạo đường điện sinh hoạt Khe Măng Mai, tổ dân phố Phú Lộc 1, thị trấn Phố Lu, điều chỉnh giảm vốn hai nhà văn hóa thôn Cổ Hà, xã Xuân Giao và thôn Phú Lộc 1, thị trấn Phố Lu thuộc danh mục đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thông qua điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư năm 2024. Những điều chỉnh này nhằm tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, đảm bảo thực hiện hiệu quả các dự án hạ tầng, an sinh xã hội, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Bảo Thắng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2024 và 33 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, 14 tháng 11 năm 1991, 14 tháng 11 năm 2024. Trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã thực sự trở thành cầu nối trong hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo tại địa phương. Hội có hơn 90 đơn vị trực thuộc với gần 42.000 hội viên, trên 900 tình nguyện viên và hơn 86.000 thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Những năm qua, các chương trình từ thiện nhân đạo luôn được hội chú trọng. Riêng chương trình Tết Nhân Ái mỗi năm huy động được trên 10 tỷ đồng. Hội cũng đã lập hồ sơ và kêu gọi hỗ trợ gần 6.000 địa chỉ nhân đạo. Tại buổi gặp mặt, đại diện các cấp hội thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển tình nguyện viên, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội, triển khai chiến dịch, triệu bước chân nhân ái và triển khai chương trình Tết Nhân Ái năm 2025. Đồng thời, ra mắt câu lạc bộ tình nguyện viên chữ thập đỏ Trái tim nhân ái tỉnh Lào Cai. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho các tổ chức, cá nhân ghi nhận hai tấm lòng vàng chung tay khắc phục hậu quả sau hoàn lưu bão số 3 và các hoạt động nhân đạo trên địa bàn thời gian qua. Tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đại diện 33 hộ dân bị thiệt hại sau trận lũ quét sạt lở đất đã thực hiện bốc thăm, lựa chọn vị trí nhà ở tại khu tái định cư. Đại diện các hộ dân đã bốc thăm số thứ tự tương ứng với số thứ tự các căn nhà trên sơ đồ thiết kế khu tái định cư. Quá trình bốc thăm được tiến hành công khai, minh bạch, các hộ dân đều phấn khởi khi sắp được chuyển về sinh sống trong căn nhà mới ở khu tái định cư. Trước đó, lãnh đạo huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan phối hợp với xã Phúc Khánh hướng dẫn cán bộ thôn Làng Nủ xây dựng phương án tổ chức bốc thăm. Đồng thời, yêu cầu sau khi các hộ dân bốc thăm lựa chọn xong vị trí sẽ hướng dẫn bà con dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, làm vườn rau, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp ở khu tái định cư. Khu tái định cư Làng Nủ được xây dựng tại đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn. Cách thôn cũ khoảng 2 km,
Quy mô xây dựng giai đoạn 1 là 10 ha, 40 căn nhà, được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày, cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh. Cùng với đó, một điểm trường, một nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống giao thông, điện nước cũng được xây dựng, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài. Đến nay, đã có gần 25 căn nhà hoàn thành lợp mái. Các tổ đội thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công. Dám nghĩ, dám làm, nỗ lực phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương là yêu cầu đặt ra đối với các bạn đoàn viên thanh niên. Tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, có những đoàn viên thanh niên tiêu biểu như vậy, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Vườn quýt này rộng 2,5 hecta với hơn 4.000 cây, đang cho gia đình anh Lù Diến Dần số thu tới cả tỷ đồng. 4 năm trước, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, anh Dần mạnh dạn bắt tay vào trồng quýt. Thời gian đầu có khó khăn, song nhờ sự say mê tìm tòi học hỏi, đặc biệt là chủ động liên kết với các nhà vườn tại địa phương để được chia sẻ kinh nghiệm, cũng như kết nối tìm đầu ra cho sản phẩm, nên vườn quýt của gia đình anh phát triển dần ổn định. Quan sát những cây có biểu hiện, nó có biểu hiện về vàng lá các thứ, sâu bệnh các thứ là mình phải có hướng là mình xử lý ngay, chứ không thể để nó chết rồi mình mới bắt đầu đi và xử lý thì nó rất là khó. Năm nay là vụ thứ hai vườn quýt của anh Sần cho thu hoạch. Vụ quýt này được mùa được giá, gia đình anh ước sẽ thu hoạch được trên 100 tấn quả, với giá bán trung bình từ 18 đến 20 nghìn đồng một kg, sẽ thu về trên 1 tỷ đồng. Nhiều bạn thanh niên là cũng nên đến tham quan, đến học hỏi mô hình của bạn Sần để lan tỏa hơn đến cái mô hình kinh tế của bạn Sần, để làm sao cho phát triển kinh tế của huyện Mường Khương mình càng ngày càng ấy nhiều hơn nữa. Là bí thư chi đoàn thôn, bản thân anh Dần luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, khích lệ đoàn viên thanh niên phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Rất mong là thế hệ đoàn viên nối tiếp cần theo cái một cái hướng để phát triển kinh tế. Bởi vì có kinh tế thì cuộc sống nó mới ấm no. Thì muốn làm được thế thì phải bắt tay vào học hỏi cái kinh nghiệm và những mô hình đã có thực tế và những mô hình và cần sáng tạo nữa. Dám nghĩ, dám làm như anh Sần là điển hình sống động, là tấm gương sáng về tính tiên phong trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê hương. Ngày 14 tháng 11, khối thi đua mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hoạt động ra quân làm công tác dân vận hướng về cơ sở tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Khối thi đua mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội chữ thập đỏ tỉnh gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội chữ thập đỏ đã trao tặng 15.000 cây quế cho người dân xã Nậm Lúc, thăm tặng 20 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng trong cơn bão Yagi, tặng 70 suất quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã, tổng giá trị gần 55 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, khối thi đua mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân và học sinh, thành lập đội hình thanh niên tình nguyện, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, ra quân giúp người dân trồng quế. Chương trình giúp người dân vùng thiên tai sớm tái thiết cuộc sống, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 vừa tổ chức lễ bế giảng hai lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho 115 đồng chí là trưởng, phó trưởng công an xã. Trong 8 ngày, các học viên được nghiên cứu 12 chuyên đề gồm những kiến thức mới, kiến thức nâng cao về chính trị, pháp luật, khoa học lãnh đạo, chỉ huy và các mặt công tác nghiệp vụ công an nhân dân. Qua đó giúp các đồng chí trưởng, phó trưởng công an các xã cập nhật kiến thức, áp dụng vào thực tiễn, phát huy tốt vị trí, vai trò, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Tại lễ bế giảng, đại diện Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 trao tặng giấy khen cho 9 học viên đạt thành tích xuất sắc.
cùng với nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, các trường học trong tỉnh đã đưa văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số vào giảng dạy, gắn với duy trì các câu lạc bộ truyền thống và các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Thông qua những hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh phong trào trường học đa văn hóa, khơi gợi niềm đam mê khám phá, tìm hiểu về văn hóa truyền thống cho mỗi học sinh, ghi nhận tại trường Trung học phổ thông số 2 thị xã Sapa. Một buổi sinh hoạt câu lạc bộ dân ca Mông của trường Trung học phổ thông số 2 thị xã Sapa. Hai em dẫn chương trình hôm nay là người dân tộc Kinh và dân tộc Giao. Vậy nhưng các em đã nói thành thạo tiếng Mông và giới thiệu khá rõ nét về những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Mông. Không khí buổi sinh hoạt vì thế cũng trở nên sôi động và hấp dẫn hơn. Qua những hoạt động thiết thực như này thì em cũng mong muốn là mình có thể tìm hiểu kỹ và sâu hơn về văn hóa, về dân ca của người dân tộc Hờ Mông ạ. Gắn hoạt động giáo dục với gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương, trường Trung học phổ thông số 2 thị xã Sapa còn mời các nghệ nhân đến nói chuyện, trao truyền các tri thức văn hóa cho học sinh. Như tại lớp dạy tiếng Giao này, mỗi tuần 2 lần, ông Chào Tà Mình, người uy tín ở thôn Làng Mới, xã Thanh Bình, lại lên lớp dạy chữ nôm Giao cho các em. Sự hứng khởi của học trò chính là niềm vui sau mỗi buổi lên lớp của ông mình. Được địa phương là nhà trường là cho tạo điều kiện cho con cháu học chú Nho này là sau này là cũng được là không mất được truyền thống. Trường Trung học phổ thông số 2 thị xã Sapa đang duy trì gần 20 câu lạc bộ dân ca và các trò chơi gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống. Các hoạt động này đã đi vào quy củ, được nhà trường xác định là giải pháp quan trọng để góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tại địa phương. Cái nội dung thực hiện câu lạc bộ này là rất là quan trọng đối với quá trình giáo dục của nhà trường. Học sinh nhận thức được cái vai trò và tầm quan trọng của cái truyền thống văn hóa này để học sinh được lưu giữ và phát huy. Tùy vào điều kiện thực tế, mỗi trường học trong tỉnh đều có những cách làm thiết thực để lồng gắn, đưa văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương vào giảng dạy trong nhà trường. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục chương trình, Lâm Đồng lắp đặt 68 trạm đo mưa tự động. Mỹ thông báo về cuộc gặp thượng đỉnh với Trung Quốc. Tỉnh Lâm Đồng hiện có 68 trạm đo mưa tự động, giúp địa phương chủ động đưa ra các giải pháp kịp thời, ứng phó với thiên tai lũ lụt trên địa bàn. Các trạm cung cấp dữ liệu đo mưa liên tục, kịp thời, với nhiều ưu điểm như kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt, sử dụng năng lượng điện và pin dự phòng, do đó không bị mất tín hiệu dữ liệu hoặc gián đoạn thông tin. Phần mềm khai thác số liệu có giao diện dễ sử dụng và có tính ổn định. Số liệu truyền đảm bảo liên tục, chương trình quản lý, vận hành tiện lợi, có thể truy cập bằng nhiều loại thiết bị. Dữ liệu được truyền trực tuyến theo thời gian thực, tần suất truyền dữ liệu đo mưa tại các trạm đo mưa tự động chuyên dùng với chế độ quan trắc. Cụ thể, cho phép truy cập số liệu đo mưa từ trang web do đơn vị cung cấp cài đặt với nhiều loại thiết bị như máy tính, điện thoại di động. Thành phố Hải Phòng đã lựa chọn một số huyện có tiềm năng như Cát Hải, Kiến Thụy, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên để xây dựng thí điểm mô hình du lịch nông thôn. Ngoài tham quan, du khách còn được hòa mình vào nếp sống, sinh hoạt truyền thống của nông dân vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, tìm hiểu và thưởng thức không gian văn hóa của các làn điệu dân ca, các làng nghề truyền thống, đời sống sinh hoạt của người dân, khám phá những món ăn truyền thống. Thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số, phấn đấu có ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được số hóa và kết nối trên trang quảng bá xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Theo kế hoạch, năm nay thành phố Hải Phòng sẽ đón khoảng 9,1 triệu lượt khách. Với khung cảnh thiên nhiên hấp dẫn, cơ sở vật chất tương đối tốt, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo hay còn được gọi là du lịch MICE ở Việt Nam hiện phát triển nhanh chóng. Phát huy những lợi thế đó, Việt Nam đang nỗ lực định vị thương hiệu, trở thành trung tâm du lịch MICE của thế giới. Diễn đàn du lịch MICE năm 2024 mới được tổ chức đã quy tụ hơn 500 đại biểu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Với chủ đề Việt Nam điểm đến xanh của du lịch MICE,
diễn đàn là cơ hội quan trọng để Việt Nam giới thiệu tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch MICE, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Trao đổi cơ hội và gặp gỡ để cùng thảo luận, tìm ra những cái sản phẩm mới, sản phẩm xu hướng cho những năm tiếp theo. Hiện các đơn vị lữ hành quốc tế đang tập trung nhiều nguồn lực để xúc tiến quảng bá du lịch MICE, đặc biệt là thu hút khách quốc tế vào mùa cao điểm cuối năm và đầu năm tới. Chúng tôi cũng đã tham gia xúc tiến quảng bá ở các cái thị trường, ví dụ như tham gia những cái hội chợ quốc tế tại nước ngoài, làm việc với những cái hãng lữ hành để từ đó thì xây dựng được những cái sản phẩm mang cái tính rất là đặc sắc và phù hợp với từng thị trường. Tại Việt Nam, du lịch MICE đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia. Nhiều thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, du lịch và các chương trình hỗ trợ, tổ chức sự kiện quốc tế. Vận động các cái doanh nghiệp tạo cái điều kiện về cơ sở vật chất tốt nhất để mà có thể đáp ứng được yêu cầu của cái du lịch MICE kể cả trong nước và quốc tế. Tiến tới đó có một số cái quy hoạch để có thể tạo điều kiện làm các cái quảng trường, làm các cái trung tâm triển lãm, làm các cái phòng hội nghị hội thảo mang tầm quốc tế. Theo ước tính của các doanh nghiệp lữ hành, chi tiêu của khách du lịch MICE có thể cao gấp 3 đến 4 lần so với khách mua tour thông thường. Ngoài đông và chi tiêu nhiều, khách MICE còn sở hữu một thế mạnh vượt trội so với khách thông thường, đó là lưu trú dài ngày và có thể đi du lịch mọi mùa trong năm. Vì vậy, xúc tiến quảng bá nhằm thu hút khách MICE nội địa và quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch. Chuyển sang phần tin thế giới. Theo giới chức Mỹ, Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đang diễn ra ở Peru. Đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng giữa lãnh đạo Mỹ-Trung dưới nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Phát biểu với báo giới, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thảo luận một loạt vấn đề nóng hiện nay, bao gồm cả những căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh hay cuộc xung đột Nga-Ukraine, các vấn đề cần thiết để duy trì ổn định, minh bạch, có thể đoán trước trong quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ sắp chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử vừa qua. Một quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Đức đã kêu gọi các chính đảng trong cơ quan lập pháp tiếp tục hợp tác để thông qua các dự luật quan trọng trước khi diễn ra cuộc bầu cử mới. Theo Thủ tướng Đức, tiến trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ hiện tại sẽ được trình Quốc hội vào ngày 11 tháng 12 tới và cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong ngày 16 tháng 12. Sau đó, cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 2 năm 2025. Trong khoảng thời gian này, ông kêu gọi các đảng trong Quốc hội Đức nỗ lực thông qua những đạo luật rất quan trọng và không thể trì hoãn, vì có những vấn đề không thể để đến sau cuộc bầu cử mới. Ông cam kết chính phủ đương nhiệm của Đức sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các công việc của mình cho đến cuộc bầu cử mới. Với những người đam mê thời trang, triển lãm tương tác Vogue, khởi nguồn của sàn diễn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua trong mùa lễ hội cuối năm. Từ những buổi trình diễn thời trang cao cấp đầu thế kỷ 20 đến những buổi trình diễn thời trang hiện đại, Vogue, khởi nguồn của sàn diễn, sẽ đưa khán giả ngược dòng thời gian thông qua những thước phim lưu trữ quý giá và lời kể của các nhà thiết kế được chiếu trên những bức tường khổng lồ. Triển lãm được chia thành 5 không gian theo từng chủ đề. Không gian, ánh sáng và âm thanh được sử dụng tựa như một lăng kính vạn hoa đa chiều, đưa người xem đến với những kinh đô thời trang cùng nhiều thành phố lớn trên thế giới, tìm hiểu sự phát triển cũng như những thay đổi của thời trang trong dòng lịch sử. Dịp Giáng sinh năm nay, khách tham quan vườn thực vật nổi tiếng Kew Garden ở London sẽ được trải nghiệm một lối đi ban đêm đầy màu sắc. Ánh sáng lung linh sẽ biến cả khu vườn thành một thế giới huyền ảo. Triển lãm lối đi ánh sáng trở lại lần thứ 12 với những màn trình diễn đặc sắc tại Palm House. Các tác phẩm nghệ thuật mới cũng được ra mắt dịp này. Kew Garden được thành lập tới năm 1759 và hiện là di sản thế giới của UNESCO. Ban quản lý nơi đây mong muốn lối đi mới này sẽ là cầu nối giúp mọi người gắn kết với thiên nhiên hơn nữa. Christmas at Kew sẽ mở cửa đón khách đến hết ngày 5 tháng 1 năm 2025. Đây là địa chỉ không thể bỏ qua để chào đón mùa Giáng sinh ấm áp
và năm mới an lành. Hà Giang, vùng đất địa đầu Tổ quốc, nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng điệp và văn hóa dân tộc đa dạng. Đây không chỉ là điểm đến lý tưởng mà còn là nơi để khám phá ẩm thực độc đáo với những món ăn truyền thống. Ngay sau đây, chúng tôi gợi ý tới quý vị những món ăn đặc sản của vùng đất này. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh về góc nhìn cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.